Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được tiếp tục quay clip của trại chú Năm Trung nha các bạn. Đây là trại bò thứ ba của chú Năm Trung nè các bạn, nằm ở gần chợ Lộc Hưng nè các bạn. Trại này là chuyên nuôi dỗ béo thôi các bạn. Trại này tầm hai mấy con các bạn. Con nào cũng lấy thẳng đứng các bạn, lưng dài sọc luôn, chân voi xương đóng các bạn thấy không. Đây là trại thứ ba của chú Năm Trung nha các bạn, nằm ở gần chợ Lộc Hưng nè. Các bạn nào có nhu cầu mà muốn mua bò thì cứ liên hệ với trại chú Năm các bạn. Đây là mình quay cũng như là tham quan trang trại của chú Năm luôn các bạn, tham quan trang trại thứ ba của chú Năm nè. Chú Năm là chuyên cung cấp các cả con giống các bạn. Những tập trước thì mình cũng đã nói rồi, nhưng mà các bạn theo không? Mình làm lại cái trang trại của thứ ba của chú Năm, hả, mình quay trang trại 1, trại 2, còn đây là trại 3 của chú Năm các bạn. Trại này thì cũng chuyên gì dỗ béo thôi các bạn. Các bạn nào có nhu cầu mà muốn mua bò dỗ béo thì cứ liên hệ chú Năm Trung ở Lộc Hưng Trảng Bàng các bạn. Một chút mình đã xin hỏi của chú Năm trên màn hình video luôn nha các bạn. Con nào cũng tầm hai mấy con, đòn dốc thẳng băng các bạn, lưng thẳng băng, chân voi xương đóng, gu lưỡi bố các bạn thấy không, con nào cũng lưỡi bố lớn bò các bạn. Đây thấy còn không, chuồng trại cũng đơn giản nhưng mà hiệu quả rất cao các bạn. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh trại thứ ba của chú Năm lại một lần nữa, rồi các bạn nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với chú Năm, tại vì trại chú Năm chuyên gia cung cấp tất cả các loại con giống Italy nha các bạn, Italy từ lớn tới nhỏ nha, từ nuôi nhỏ cho tới dỗ béo nha các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi video để biết thêm trại thứ ba của chú Năm nha các bạn.